những vụ vượt ngục ở Việt Nam ly kỳ hơn cả phim hành động Mỹ. Trong điều kiện giam giữ ngặt nghèo, nhiều tù nhân đã nghĩ ra cách phá cùm, khoét tường, cưa song sắt, v.v. bằng những phương tiện đơn giản đến khó tin, không hề thua kém Prison Break hay phim Mỹ quá ly kỳ. Sau đây là những vụ vượt ngục không tưởng của tù nhân Việt Nam. 1. Phước Tám Ngón ở trại giam Chí Hòa. Ngày 24 tháng 6 năm 1994, Phước Tám Ngón bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân và sau đó gây ra vụ vượt ngục như trong phim đêm 26 tháng 3 năm 1995 tại trại giam Chí Hòa. Sau khi đã bẻ gãy đôi chiếc cùm chân, Phước nghĩ ra kế để tránh sự phát hiện của quản giáo. Lúc này, chiếc hộp quẹt ga mà hắn xin được từ lâu mới phát huy tác dụng. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa, rồi bên ngoài ngụy trang bằng một lớp vải. Sau đó hắn dùng hộp quẹt ga tỉ mẩn đốt nhựa chảy phủ kín lên trên. Trước đó, do âm mưu trốn trại, nên Phước Tám Ngón luôn luôn dòm ngó mọi thứ bên trong phòng giam để tìm cơ hội. Trong một lần đi vệ sinh, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh bị mục. Âm mưu khoét tường để đào thoát hình thành từ đó. 5 ngày sau khi cưa xong cùm, đêm 26 tháng 3 năm 1995 là thời điểm Phước chọn để trốn khỏi Xà Lim. Phần vì trời tối thuận lợi, phần vì đây là khoảng thời gian các phạm nhân đều đã đi ngủ, trại vắng vẻ. Khoảng 21 giờ, Phước bắt đầu tháo cùm chui vào nhà vệ sinh. Tại đây, hắn dùng chiếc dùi sắt tự chế tạo được từ một khoen sắt tròn trong nhà vệ sinh để khoét vách tường. Chỗ mà Phước nhìn thấy bị mục từ trước thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua. Số xi măng và các vụn khoét từ tường ra, Phước trút vào lỗ cầu vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Còn số gạch thì Phước bê vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành một hình trông giống như hình người đang nằm. Sau đó hắn lấy mền phủ kín lên trên hình nộm để ngụy trang. Đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm, nhìn thấy thế vẫn tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ. Khoét tường xong, Phước bắt đầu khom người luồn qua lỗ hổng để chui ra phía cầu thang lầu bên ngoài buồng giam số 15. Rồi leo xuống cầu thang tường thì giật thót mình khi nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoảng hốt, sợ bị phát hiện, Phước bèn vội vã leo ngược trở lên rồi cứ thế đi trên nóc nhà để sang khu khác. Tại đây, Phước dùng quần áo và khăn nối lại thành một sợi dây rồi cột một đầu vào kèo nhà, còn đầu kia thả để theo dây mà đu xuống. Nhưng đang đu thì dây đứt nên Phước bị té sấp mặt xuống đất, bất tỉnh. Chừng hơn một tiếng sau, hắn mới tỉnh lại, biết mình vẫn còn đang trong khu giam. Phước cố nén đau, vùng dậy vội vàng lết đến cây cột điện ở gần đó. Giữa sự sống và cái chết, giữa hoảng sợ và đau đớn, như một thứ bản năng, con người bỗng trở nên có sức mạnh ghê gớm. Thế nên, mặc dù cả chân lẫn cột sống đều bị chấn thương, nhưng Phước vẫn trèo lên được cột điện khá cao, để rồi từ đó leo qua hàng rào, tụt xuống đất. Đây là địa phận khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm kề trại. Hắn lết vào sân, thấy có một bộ đồ cảnh sát đang phơi, một chiếc xe đạp và một đôi dép. Chỉ trong chớp mắt, hắn nghĩ ra cách ngụy trang. Phước vơ lấy bộ đồ cảnh sát mặc vào người, xỏ dép, chắc xe đạp rồi cố bình tĩnh. Nén đau đường hoàng dắt xe ra cổng chính của trại giam Chí Hòa. Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin cảnh sát trực cổng được ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục đàng hoàng lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ, nên cảnh sát trực trại ngỡ đó là anh em cán bộ chiến sĩ trong trại. Vì vậy anh đã mở cổng cho Phước dắt xe ra ngoài. Vậy là sáng sớm 27 tháng 3 năm 1995, Phước Tám Ngón, tử tù nguy hiểm đã đào thoát được ra khỏi trại Chí Hòa. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, Phước Tám Ngón đã bị bắt và tuyên án tử hình. 2. Lấy vải cưa song sắt. Đây được coi là màn vượt ngục như phim hành động của ba phạm nhân tại phân trại số 1, trại giam Gia Trung, Tổng cục 8, Bộ Công an. Theo nguồn tin từ báo công an, ba phạm nhân này đã bệnh và xe các sợi vải lấy từ quần áo và kem đánh răng, trộn lẫn cát, dùng để cưa song sắt cửa sổ. Bước thứ hai, chúng xả nước trong phòng giam cho đất mềm ra, rồi dùng ca tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà, đào hầm để trốn ra ngoài. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử ba phạm nhân về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Danh tính ba phạm nhân có màn vượt ngục như phim hành động gồm Trần Thanh Nam đang chấp hành án tù 19 năm 3 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Đức Hạnh
chấp hành án phạt 20 năm, 5 tháng, 9 ngày tù và Trần Văn Lộc chấp hành án phạt 15 năm, 5 tháng, 3 ngày tù. Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 12 năm 2015, Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam nên rủ thêm Hạnh và Lộc. Lộc hướng dẫn và đưa cho Trần Thanh Nam một cái áo phạm nhân. Trần Thanh Nam, Nguyễn Đức Hạnh bệnh và xe các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng, trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ. Hằng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, thì Trần Thanh Nam và Nguyễn Đức Hạnh thay nhau cưa song sắt cửa sổ buồng giam số 9. Sau mỗi lần cưa thì lấy cơm, kem đánh răng trích mối cưa lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của cán bộ. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2016 thì cưa xong 5 mối sắt, nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên không trốn được. Ngày 25 tháng 1, Nguyễn Đức Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường với kích thước là 40x28cm thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8 để Trần Văn Lộc chui sang. Để tránh bị phát hiện, Nam gõ xô nhựa và hát gây tiếng ồn. Khi cả ba đã cùng ở một phòng, Lộc và Hạnh dùng thanh sắt đục tường, còn Nam thì hát hò để át đi tiếng động. Tuy nhiên, kế hoạch đào tường bất thành, Lộc chuyển hướng sang đào hầm từ bệ cầu. Khi Trần Văn Lộc đào được bệ cầu lên, chúng xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt, ca tô nhựa, múc đất đổ lên sàn nhà. Cả ba đào được một hố rộng khoảng 1 mét, sâu 1 mét và dài khoảng 3 mét. Ngày 26 tháng 1, lợi dụng trời mưa, gió lạnh, Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Hạnh và Trần Thanh Nam lần lượt từng người chui ra. Cả ba tiếp tục đục tường rào trong đêm rồi lẫn trốn vào rừng. Tuy nhiên, ba phạm nhân lần lượt bị bắt lại sau đó. 3. Chuyến vượt ngục trong đêm của hàng chục con nghiện. Theo tin từ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 11, 12 người nghiện ma túy đang trong giai đoạn cắt cơn cùng ở phòng E3 thuộc khu lưu trú của cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh An Giang tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, đã cưa song sắt trốn ra ngoài. Theo đó, trong lúc đi tuần, đội bảo vệ trực ở đây đã phát hiện nhóm người đã và đang treo tường rào bỏ trốn, liền ra tay ngăn chặn. Tuy nhiên, chỉ có 8 trên 20 người trong một phòng bị giữ lại. Sau đó, cơ sở này và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Thương binh Xã hội đã thông báo đến Công an xã Lương An Trà, Công an huyện Tri Tôn và đội đặc nhiệm để cùng nhau chốt chặn và truy tìm. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các con nghiện lập kế hoạch để bỏ trốn. Trước đó, báo Người Lao động cũng đã đưa tin về cuộc vượt ngục của 14 học viên. Cụ thể, 14 học viên của Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bỏ trốn từ rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2013. Kế hoạch bỏ trốn được vạch ra như một cuộc vượt ngục và được chuẩn bị trong thời gian dài. Những học viên này đã dùng vật sắt để cưa các song sắt của phòng A7 thuộc khu cách ly. Những khi có nhân viên kiểm tra, họ dùng kẹo cao su dán chặt lại. Đến khoảng 24 giờ, lợi dụng các bảo vệ trung tâm giao ca, 14 học viên chui qua cửa sổ. Sau đó dùng chăn màn ném lên hàng rào kẽm gai để leo ra bỏ trốn. Phải đến khoảng hơn 1 giờ sáng, ngày 17 tháng 7 năm 2013, các bảo vệ mới phát hiện 14 học viên biến mất. Liền sau đó, ban giám đốc trung tâm đã cấp báo cho công an xã Tóc Tiên và huyện Tân Thành để truy tìm. Ngay sau đó thì lực lượng chức năng của huyện Tân Thành đã bắt được các học viên trốn khỏi trung tâm. 4. Hàng trăm nghìn kế mưu ma chức quỷ. Lịch sử các vụ trốn tù từ trước tới nay ở nhiều trại giam đã cho thấy phạm nhân đã phải vào tù. Khi mà sự tự do chỉ còn là khát vọng thì việc thèm trốn trại cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí có những kẻ quanh năm suốt tháng chỉ nung nấu ý định trốn trại. Đơn cử như là trường hợp của tử tù Nguyễn Văn Tám ở trại giam Tân Lập. Chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 1989 đến năm 1993, Tám đã trốn trại tổng cộng là 3 lần. Lần cuối cùng, trốn được lâu nhất, những 5 năm và phiêu bạt từ trại Vĩnh Quang, Yên Bái tới mãi thành phố Hồ Chí Minh mới bị bắt. Báo Công an Nhân dân từng đưa tin, tại trại giam Tân Lập năm 1997, cũng vào một đêm mưa gió, 11 phạm nhân án nặng đã bỏ trốn. Khám hiện trường thấy một đám tường, thoạt trông tưởng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi quan sát kỹ mới phát hiện thấy có một mảng ve tường có vẻ hơi dày lên. Sờ tay vào mới tá hỏa ra, chỉ là một mảnh giấy được trát ve màu vàng y hệt như màu tường và được dán một cách rất khéo léo.
lật tiếp đám giấy thì lộ ra một mảng tường to đủ một người chui lọt, với những viên gạch vẫn được xếp ngay ngắn. Chỉ có điều chẳng còn tí vữa nào. Mãi mấy tháng sau, khi bắt được hết đám tù trốn trại này, chúng khai đã đào được một mảng tường ấy chỉ nhờ có mỗi một dụng cụ cực kỳ thô sơ, đó là chiếc đinh 5cm. Sau khi mang được đinh vào phòng giam, đám tù này hằng đêm thay nhau đào cho hết lớp vữa trát. Sau rồi cứ thế theo mạch vữa quanh viên gạch mà cậy cho tới khi từng viên gạch chẳng còn tí vữa nào, thì chỉ việc lấy tay mà kéo ra. Suốt mấy tháng trời, để che mắt quản giáo, chúng lấy tờ giấy đã bôi đất cho có màu giống với màu tường che ở bên ngoài, nên bình thường không ai có thể phát hiện ra. Có những kẻ trốn trại bằng chiêu chịu khổ còn hơn cả nếm mật nằm gai. Chúng chui xuống hầm cầu nhà vệ sinh, ngâm mình trong thùng phân, chỉ nhô mỗi cái lỗ mũi lên để thở và che bằng một miếng giấy. Lại có kẻ khi đi trồng chuối, nghĩ ra trò quái đản để trốn trại là đào hố vừa người nằm, rồi nằm xuống và nhờ bạn tù lấp đất lên, sau đó phủ một lớp rác lên đống đất, nằm chờ lúc thuận lợi sẽ bùng. Có kẻ khi đi lao động, giả vờ xin quản giáo cho lên đồi đi vệ sinh, thế rồi chọn một nơi nào có bụi cây ngồi xuống. Quản giáo đứng dưới nhìn lên, vẫn thấy cái mũ đung đưa, tưởng phạm nhân vẫn đang làm việc ấy. Sau rồi đợi mãi, vẫn chưa thấy xong, đành leo lên tận nơi xem, thì mũ còn đậu trên ngọn cây, gió vẫn thổi cây rung rinh, khiến mũ vẫn đung đưa, nhưng người thì đã biến đâu mất. Có kẻ đổ nước muối, ủ vào chấn song của cửa cho mục ra, rồi dùng dây vải xé ra, từ quần áo của tù, mà cưa hết ngày này qua tháng khác, cuối cùng cũng đứt. Lại có vụ, chỉ một chiếc dây đàn guitar bé xíu, mỏng manh, thế mà ngày này qua tháng khác, phạm nhân cũng đã cưa đứt cả cùm chân trốn thoát. Đã có hàng trăm nghìn mưu ma chức quỷ được phạm nhân sử dụng để trốn trại. Trong những điều kiện giam giữ ngặt nghèo, các phạm nhân đã nghĩ ra nhiều cách phá cùm, quét tường, vân vân, bằng những phương tiện cực kỳ đơn giản mà nếu không có những thực nghiệm điều tra nghiêm túc, kỹ lưỡng thì không ai có thể tin đó là sự thật. Các bạn vừa theo dõi video Những vụ vượt ngục ở Việt Nam ly kỳ hơn cả phim hành động Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn ấn tượng với mục nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và share cho mọi người cùng thưởng thức. Và đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm nút subscribe bên dưới nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.